Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Vừa rồi quý vị đã hòa âm trì tụng thời kinh Báo Hiếu cùng với chư tăng của tu viện Khánh An ở tại thành phố Hồ Chí Minh, do thượng tọa Thích Chí Chơn làm sám chủ. Khóa lễ đã được thành tựu viên mãn. Xin được ca ngợi và tán thán công đức của quý Phật tử đã tinh tấn tu tập. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến luôn được bình an cát tường. Con cháu Thảo Hiền, xin thưa với quý vị, tiếp theo thì đúng 8 giờ thì chúng ta sẽ vào cái khóa học như thường lệ, từ 8 giờ đến 9 giờ tối hàng đêm. Thì chúng ta sẽ học cái khóa Phật học cơ bản. Đây là khóa thứ hai. Và hiện nay thì cũng đã tiếp tục, đã ra thông báo chiêu sinh cho cái khóa cơ bản nâng cao 1. Thì đã cũng có gần khoảng 100 vị Phật tử đã đăng ký rồi. Thì các vị đang tham dự chương trình ở trên Facebook và YouTube của Phật sự online cũng như trong diễn đàn. Thì các vị cũng có thể tham khảo thêm vào ở trong cái trang website của hoằngpháponline.com hoặc là họcphậtonline.com để mình xem cái chương trình. Thì dự kiến cái khóa nâng cao thì sẽ học từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ rưỡi. Còn cái khóa cơ bản của chúng ta hiện nay thì từ 8 giờ cho đến 9 giờ tối. Sở dĩ quý thầy không có xếp cái giờ mà nó khác, mà nó trùng với nhau trước sau nửa tiếng đó, là bởi vì cũng muốn là quý Phật tử, để chúng ta thuận tiện buổi tối tham dự, thì vị nào đã học xong cơ bản hoặc là đã thấy trình độ của mình có thể tiếp tục nâng cao ở các cái khóa kế tiếp, thì mình tham gia mình học để cho quý Phật tử có thêm nhiều cái cơ hội lựa chọn cho các cái khóa học. Và cũng tùy thuận vào thời gian, bởi vì có những vị mà hơi lớn tuổi một chút á, mà đến 9 giờ mới xong rồi mới đi ngủ á, thì nó hơi khuya. Cho nên thì có nhiều vị cũng nói với thầy là thường thì các vị cũng 8 giờ, 8 rưỡi ngủ rồi. Cho nên những vị lớn tuổi muốn được nghe mà bây giờ cái bao nhiêu năm nó quen vậy rồi mà tối quá thì nó cũng khó. Cho nên thầy mới tính dự kiến mở thêm những cái khóa mà hơi sớm một tí, để rồi cho các vị cũng có thể có cơ hội để chúng ta cùng tham dự. Thì mang cái tính chất là lâu dài, cho nên đó là các cái kiến thức Phật học thì lần lượt từng bước một nâng cao qua từng khóa học, để rồi nhằm cung cấp đầy đủ các cái kiến thức Phật học để quý Phật tử qua đó mình làm cái người Phật tử thuần thành, mình có cái tính tâm kiên định và cái niềm tin mình đúng với chánh pháp. Cho nên là mình sẽ ứng dụng được, và khi mình nghe qua mình biết cái nào nói đúng với chánh pháp, cái nào nói nó không đúng với chánh pháp, để từ cái chỗ đó mà mình luôn luôn có cái niềm tin chân chính. Cho nên cái khóa Phật học cơ bản là nhằm cung cấp những cái kiến thức Phật học hết sức là cơ bản để mình hiểu ở trong cái đời sống thường nhật của mình, để mình vận dụng vào trong cái việc tu tập, và cũng là cái nền tảng cơ bản để mình bước vào những cái khóa học kế tiếp mà chắc chuyên sâu. Thì vào giờ này đã đến giờ cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng toàn thể chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong diễn đàn và quý nam nữ Phật tử, chúng ta trang nghiêm chắp tay để niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Như chúng tôi đã giới thiệu thì như vậy thì tối hôm nay đó thì chúng tôi đã cung thỉnh thượng tọa
thích chúc tiếp sẽ giới thiệu với chúng ta về cái nội dung là bát chánh đạo, cái con đường dẫn đến giác ngộ. Theo gì đó thì hôm nay thầy Thiện Tuệ, nhưng mà do có việc đột xuất cho nên chính vì thế thì chúng tôi liên lạc ngay nhờ tọa chúc tiếp đôn lên cái ngày giảng. Cái ngày giảng của tọa chúc tiếp thì thầy Tuệ sẽ giảng. Đấy, thì hôm nay thì xin được trân trọng giới thiệu quý vị, Thượng tọa Thích Chúc Tiếp hiện là ủy viên hội đồng trị sự, phó thư ký của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sẽ giới thiệu với chúng ta về cái đề tài nội dung là bát chánh đạo, con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Cung thỉnh Thượng tọa chính thức vào buổi giảng. A Di Đà Phật. Tỏ chưa mở mic người ta ơi. Tỏ chưa mở mic người ta ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch quý tôn đức trong ban tổ chức lớp Phật học cơ bản khóa 2. Thưa tất cả quý vị Phật tử, thì tối hôm nay được sự phân công và sắp xếp như Thượng tọa Minh Nhẫn đã chia sẻ, thì cái lịch của chúng tôi thì không giảng hôm nay. Tuy nhiên thì vì công tác Phật sự của quý thầy, cho nên trong việc giảng dạy chia sẻ Phật pháp với Phật tử, có thể là quý thầy sẽ tương trợ và hỗ trợ lẫn nhau. Có thể là thầy này mắc, thầy kia lại bận, thầy kia lại rảnh, thì có thể là quý thầy hỗ trợ cho nhau. Thì tối hôm nay thì cái thượng tọa Minh Nhẫn đã chia sẻ thì sẽ đến với chủ đề là bát chánh đạo, con đường đưa đến hạnh phúc. Thưa quý Phật tử, thì chắc có lẽ là chúng ta nghe rất nhiều bát chánh đạo, cũng được quý thầy chia sẻ, được quý thầy thuyết giảng trong các cái pháp hội, các cái đạo tràng trong thời gian trước đây. Tuy nhiên thì để khi chia sẻ bát chánh đạo mà gói gọn trong vòng một tiếng đồng hồ thì phải nói rằng là cũng rất là khó mà triển khai cho nó dứt điểm hết được. Tuy nhiên thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay, thầy sẽ cố gắng làm sao gói gọn ngắn nhất có thể và những cái ý dễ nghe, dễ hiểu hết có thể cho quý vị, để chúng ta nắm bắt được cốt lõi cơ bản của bát chánh đạo. Bởi vì khi nghe tới bát chánh đạo thì đôi khi người Phật tử khi mới học Phật của chúng ta đó nghĩ rằng là các cái bài pháp có vẻ là sâu, khó hiểu, dành cho giới tu sĩ, dành cho giới xuất gia là chính. Tuy nhiên thì trong buổi hôm nay thì cái lớp học này đại đa số là giới cư sĩ Phật tử, cho nên là quý thầy cũng sẽ cố gắng làm sao tóm yếu một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Mình xin thưa quý vị, nội dung bát chánh đạo thì nằm trong 37 phẩm trợ đạo, mà khi chúng ta nghe chữ đạo đó thì chúng ta hay liên tưởng tới trong cái tứ diệu đế, tức là khổ, tập, diệt và đạo. Thế thì chữ đạo trong bát chánh đạo có một cái vị trí rất là đặc thù. Trước khi đi vào thì xin định nghĩa về bát chánh đạo cho quý vị. Thì bát thì chúng ta hiểu rồi, bát là số 8. Chánh tức là chính, đạo tức là con đường, là phương pháp. Thế thì bát chánh đạo tức là 8 con đường, 8 phương pháp. 8 phương pháp đó là gì? 8 phương pháp đó là chúng ta dùng cái chính kiến để tu tập. Chúng ta dùng cái chính tư duy để suy nghĩ, chúng ta dùng cái chính ngữ để kết nối, để câu thông, để biểu đạt cái ngôn từ của mình. Chính nghiệp, chúng ta dùng cái hành động tạo tác của mình để tu tập. Chính mạng, chúng ta làm sao trong cuộc sống này
dù là một Phật tử, chúng ta sống rồi thực hiện công việc làm ăn của mình cũng chân chánh. Và tiếp theo đó là chánh chánh tinh tấn, thì động viên những người Phật tử luôn luôn sống thực hành siêng năng, cố gắng tu tập. Và tiếp theo là chánh niệm, và cuối cùng là chánh chánh định. Xin thưa quý vị, như vậy bát chánh đạo nói cho đầy đủ là tám con đường đưa đến an lạc, đưa đến sự hạnh phúc. Tám con đường này đó, khi chúng ta hiểu đúng và chúng ta suy nghĩ đúng thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tu tập có được an lạc và hạnh phúc, không những cho đời này mà cho đời đời sau. Thế thì đầu tiên thầy xin đi vào cái chi đầu tiên trong bát chánh đạo, đó là chánh kiến. Như chúng ta đã định nghĩa đó, cái chữ chánh tức là chân chánh, là ngay thẳng, là thẳng thắn. Kiến tức là cái suy nghĩ, cái nhìn thấy. Kiến tức là cái nhìn thấy. Như vậy chánh kiến tức là suy nghĩ một cách, nhìn thấy một cách chân chánh, nhìn thấy một cách đúng đắn. Chánh kiến có nghĩa rằng là chúng ta hiểu biết đúng vấn đề. Khi chúng ta hiểu biết đúng vấn đề đó thì chúng ta sẽ suy nghĩ đúng vấn đề, và khi chúng ta suy nghĩ đúng vấn đề rồi đó thì mọi cái gốc rễ của sự đau khổ thì gây ra cho chính mình, gây ra cho mọi người, thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ được diệt trừ đi. Mà để diệt trừ đi được thì chúng ta phải nói rằng chúng ta dùng tất cả cái sự tu tập của mình, cái thấy biết chân chánh của mình. Thưa quý Phật tử, bát chánh đạo hay là chánh kiến thì chúng ta là cơ hội để chúng ta học cách quan sát rồi đúc kết một cách kỹ càng, thật sâu đáo, thật thấu rõ, để chúng ta hiểu về bát chánh đạo, tức là chúng ta hiểu rõ về tứ diệu đế, và chúng ta hiểu rõ về chánh kiến thì chúng ta hiểu rõ về cái đời sống trong nhân quả, trong nghiệp báo. Từ đó chúng ta thấy rõ cái tầm nhìn, cái sứ mệnh, và chúng ta hiểu rõ hết được hệ giá trị đúng đắn cho cuộc đời. Bởi vì sao Đức Phật Ngài dạy phải nhìn thấy rõ, phải nhìn thấy rõ? Bởi vì thường thì chúng ta phàm là con người hay nhìn, hay vội vàng rồi phán xét, rồi vội vàng kết luận. Chúng ta không suy nghĩ thấu đáo, chúng ta không nhìn nhận thấu đáo những việc đến với chúng ta, những việc trong cái đời sống, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hay phán xét, và hay cái nhìn một cách nó hạn hẹp, nhìn nó bị lệch một bên. Chúng ta từ đó đó thì Đức Phật dạy là một người tu tập nên có cái nhìn một cách chân chánh, đừng vội vàng. Như thế thì chúng ta sẽ vô tình lầm đường, lạc lối trong pháp tu của mình, và có thể lầm đường, lạc lối trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ có những cái đau khổ phát sinh mà chúng ta không lường trước được vấn đề. Cho nên Đức Phật dạy người tu tập, chúng ta nhìn nhận một vấn đề gì đó, chúng ta phải nhìn nhận cho thấu đáo,
đừng vội vàng, đừng một cái gì đó mà chúng ta vô tình không nhìn nhận vấn đề, từ đó chúng ta vội kết luận thì chúng ta làm đường lạc lối. Thì một khi đã làm đường lạc lối rồi đó thì khó mà chúng ta trở lại cái đời sống tu tập, và khó mà trở lại đời sống của kiếp người để có cơ hội tu tập. Cho nên bát chánh đạo, mà cái chính đầu tiên Đức Phật dạy đó là chính kiến. Kể cả chúng ta nhìn nhận giáo lý trong tu tập, chúng ta cũng phải nhìn nhận cho hết sức thận trọng. Xin thưa quý vị là hiện tại có rất nhiều tổ chức tôn giáo, có rất nhiều mà chúng ta cho rằng là đạo lạ, cũng mượn lời dạy của Đức Phật, cũng mượn lời dạy của các bậc tổ sư, cũng mượn lời dạy của các bậc hòa thượng, rồi đi tuyên truyền khắp nơi. Và khi đến tay của chúng ta, nếu chúng ta không có chính kiến để nhìn nhận, và chúng ta cho rằng là đó là lời dạy của Đức Phật, đó là giáo lý của đạo Phật, đó là lời dạy của các bậc hòa thượng, rồi chúng ta vội vàng chúng ta tin vào, rồi chúng ta làm, và vô tình chúng ta đã bị những cái tà đạo ngoại giáo dẫn dắt chúng ta. Chúng ta bị những cái học thuyết nó không phù hợp với lý tưởng của mình trước đây. Chúng ta bị những con người họ có tư tưởng phá hội Phật giáo của chúng ta bị dụ dỗ, mà chúng ta không có nhìn bằng con mắt rõ ràng để chúng ta nhìn nhận vấn đề. Từ đó đó chúng ta bị đi sai đường, lạc lối. Thì đó là một cái mà chúng ta cũng nên thận trọng, nên nhìn nhận. Chúng ta nên dùng cái chính kiến trong đạo Phật khi chúng ta tiếp cận một vấn đề nào đó, kể cả trong đời sống, trong công việc, cũng như là trong sự tu tập của chính mình. Tiếp theo là chính tư duy. Chính tư duy có nghĩa rằng là chúng ta luôn luôn suy nghĩ, là chúng ta tư duy, là chúng ta có những cái ý định, có những cái suy nghĩ đúng đắn theo chính pháp của Đức Phật, theo lời dạy của Ngài. Chúng ta khi tiếp nhận một việc gì, khi tiếp nhận một pháp môn tu nào, thì chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo cái việc làm đó, pháp môn tu đó có phù hợp với mình hay không, phù hợp với căn cơ, với trình độ, với năng lực, với cuộc sống của mình hay không, thì chúng ta mới mới áp dụng. Cho nên trong Phật giáo có ba thứ, đó là văn, tức là ban đầu khi chúng ta nghe một cái việc gì, chúng ta nghe một cái việc gì thì chúng ta không chỉ nghe một cách đơn thuần, mà chúng ta từ từ suy ngẫm cái việc đó nó có phù hợp với trình độ, nó có phù hợp với căn cơ, với nguyện vọng của mình hay không. Nếu nó phù hợp thì chúng ta mới áp dụng, nghe để thực hành và để làm theo. Còn như chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy ngẫm cái việc đó nó vượt quá tầm sự hiểu biết của mình, việc đó vượt quá sự suy nghĩ của mình, vượt quá cái căn cơ, cái trình độ, cái nhận thức của mình, thì chúng ta không phải vội tin theo. Cho nên khi chúng ta đến với đạo Phật, đến với giáo lý của Đức Phật, là chúng ta đến cái tự do trong trong suy nghĩ, tự do trong trong tu tập. Đức Phật
Ngài không bao giờ ép ai. Như chúng ta đã biết đó, thì những cái tổ chức tôn giáo khác, phần đông các vị giáo chủ mà khi nói ra điều gì thì gần như là sự chuẩn xác 100%, và cái việc tín đồ nghe và thực hành theo là cái việc đương nhiên. Nhưng đối với Phật giáo của chúng ta thì Đức Phật Ngài dạy những gì ta nói ra thì các ông đừng vội tin và làm theo, mà trước khi tin và làm theo đó, các ông phải tư duy, phải suy nghĩ nó có phù hợp với tâm tư, với nguyện vọng, với trình độ, với nhận thức của mình hay không. Chứ còn những gì ta mới vừa nói ra mà các ông nghĩ đó là đúng rồi vội tin theo mà không có sự tư duy, suy nghĩ, nhìn nhận cho nó thấu đáo thì chúng ta đôi khi đi sai đường lạc lối, thì chúng ta không thể được. Cho nên Đức Phật Ngài dạy là gì? Một lời khi ta nói ra thì dù đó như thế nào các ông cũng đừng vội tin theo, mà phải suy nghĩ, phải tìm hiểu cho nó phù hợp với chính chúng ta, rồi từ đó chúng ta mới tin theo. Chứ còn không, vì kính nể Đức Phật, vì nghĩ rằng Ngài là một bậc tối thượng, Ngài đầy đủ trí tuệ, mà khi Ngài nói ra việc gì chúng ta cũng vội tin theo, thì điều đó cũng chưa phù hợp với mỗi chúng ta. Xin thưa quý Phật tử, như chúng ta đã biết đó, Đức Phật thuyết giáo pháp tùy căn cơ, tùy trình độ, tùy nguyện vọng của mỗi chúng sinh, của mỗi con người. Cho nên có thể bài pháp đó Ngài nói với hội chúng khác căn cơ trình độ cao thì chúng ta nghe, chúng ta có thể là chưa hiểu, chưa nắm bắt được, cho nên chúng ta vội vàng tin theo là chúng ta đang bị sai lầm. Còn có những bài pháp mà Đức Phật nói cho hạng hạng người rất bình thường, hạng người rất rất dân dã, thì chúng ta suy nghĩ và chúng ta nghe rằng những bài pháp đó có thể nó phù hợp với mình, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thực hành và áp dụng cho cái đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta. Cho nên chánh tư duy là chúng ta suy ngẫm, suy nghĩ và để cho nó thấu đáo trong cái cuộc sống, trong cái sự tu tập của mình, để rồi chúng ta không không lạc đường khi chúng ta áp dụng vào đời sống tu tập. Chánh tư duy, chúng ta tư duy về nhiều góc độ. Ở đây xin thưa quý vị, để áp dụng cho một Phật tử trong chánh tư duy thì chúng tôi đưa ra bốn cái tư duy về lòng từ bi. Là người con Phật, chúng ta nên suy nghĩ như thế nào đem tình thương của mình đến với tất cả mọi loài chúng sinh. Chúng ta suy nghĩ thế nào coi rằng mọi loài chúng sinh bình đẳng như nhau, mọi loài chúng sinh đều biết tham sống và đều biết sợ chết. Cho nên chúng ta dùng cái lòng từ bi của mình để ban rải cho tất cả mọi loài chúng sinh, chúng ta mang cái hạnh phúc của mình đến cho tất cả mọi loài chúng sinh. Và chúng ta tư duy về cái tâm từ bi, tức là chúng ta luôn luôn đối trước một sự việc, chúng ta luôn luôn thể hiện lòng thương cảm, dù biết rằng
cái sự việc đó nó gây khó khăn cho mình, nó gây cho mình khó chịu, gây cho mình không chấp nhận được, nhưng chúng ta cố gắng dùng cái tâm bi, tức là lòng thương cảm của mình đến với tất cả mọi loài, đến với tất cả những người xung quanh cuộc sống của chúng ta. Như chúng ta đã biết đó, thì thời gian qua dịch bệnh rất là phức tạp, mà tất cả bất luận là ai, từ là tu sĩ cho đến các nhà triết gia, cho đến những nhà làm chính trị, cho đến những nhà thương gia buôn bán, đến y bác sĩ, giới nghệ sĩ, vân vân, tất cả chúng ta đều dùng cái tâm tâm bi, tức là thương cảm những người đang khó khăn, mà để chống lại cơn đại dịch. Thì đối với người tu của chúng ta, xuất phát từ cái suy nghĩ, chúng ta dùng cái tâm bi, chúng ta thương cảm đối với tất cả những người khó khăn trong đại nạn, thì bằng cái tinh thần đó, thì trong thời gian qua đó, thì chúng tôi biết rằng quý Phật tử cũng chia sẻ rất là nhiều bằng cái vật chất của mình đang có, và kể cả bằng cái tinh thần chúng ta động viên cho những người khốn khó trong dịch bệnh đang xảy ra rất ư là trầm trọng. Cho nên quý Phật tử hiểu về chính tư duy, chúng ta vận dụng tư duy về bằng cái tâm tâm bi của mình, tức là thương cảm người người khó khăn, người khốn khó, để chúng ta giúp đỡ họ. Tiếp theo, tư duy về 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 lòng hỷ xả, tư duy về chữ chữ hỷ. Hỷ tức là chúng ta vui vì vì người khác tốt lên. Ở đây tư duy về về hỷ tức là chúng ta dẹp bỏ cái tâm đố kỵ, dẹp bỏ đi cái tâm hiềm khích, dẹp dẹp bỏ đi cái tâm nhỏ mọn của mình. Thường ở đời đó, mình giỏi rồi nhưng mà người khác giỏi hơn mình thì chúng ta ít công nhận. Chúng ta hay đố kỵ với người khác giỏi hơn mình. Cho nên Đức Phật dạy phải suy nghĩ bằng cái tâm hỷ xả, tức là vui, tức là vui vì người khác tốt lên, vui vì người khác hơn mình. Cuộc sống rất nhiều trường hợp mình khá, mình có một chút về kinh tế vật chất, nhưng mà ai đó mà giàu hơn mình một chút, ai đó nhiều tiền hơn mình một chút, ai đó khấp khá hơn mình một chút, thì mình lại không chịu được. Mình không công nhận họ, rồi mình sinh ra ganh tị, mình đố kỵ. Ai đó giỏi hơn mình một chút, mình cũng không chịu được. Ai đó may mắn hơn mình một chút, mình cũng không chịu được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta suy nghĩ một cách chân chánh bằng cái tâm gọi là tâm tâm hỷ, tức là luôn luôn chúng ta công nhận và chúng ta mong rằng người khác hơn mình. Còn đối với những người xung quanh, chúng ta luôn luôn chúng ta mong rằng người khác sẽ may mắn hơn mình, người khác sẽ được hạnh phúc hơn hơn mình. Đó là cái suy nghĩ của người tu, đó là cái suy nghĩ một cách chân chánh, chúng ta thể hiện được cái lòng lòng hỷ, tức là mong muốn người khác tốt lên, mong muốn người khác giỏi thêm, mong muốn người khác hạnh phúc lên, và mong muốn mọi thứ mà đối với người khác luôn luôn hơn mình, chứ không phải chúng ta đố kỵ, chúng ta hiềm khích, chúng ta là
là trù dập một người nào đó vì người đó hạnh phúc hơn mình, vì người đó khá hơn mình, vì người đó may mắn hơn hơn mình, thì điều này là không nên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên dùng cái lòng, cái tâm suy nghĩ bằng cái tinh thần là vui vẻ. Tiếp theo, chúng ta tư duy về về chữ xả. Khi tư duy về chữ xả thì Đức Phật mong muốn chúng ta trong cuộc sống luôn luôn buông bỏ, chúng ta không chấp trước, chúng ta buông bỏ nhiều thứ, trong đó có sự sân hận, buông bỏ những cái giận dữ, những cái tật đố, những cái bon chen, những cái nghiệp mà thường con người của chúng ta hay mắc, mà vừa rồi thầy cũng chia sẻ cho quý Phật tử, tức là thấy người ta hơn mình là mình không không thích, thấy người ta hạnh phúc hơn mình là mình không không thích, thấy người ta giàu hơn mình là mình không không thích, thấy người ta may mắn hơn mình là mình không không thích. Cho nên Đức Phật ngài khuyên chúng ta tư duy một cách chân chánh khi chúng ta nghĩ về chữ chữ xả, tức là chúng ta luôn luôn buông bỏ được cái tham lam, cái tật đố, cái giận dữ, cái bổn sản, cái keo kiệt của chính mình, và chúng ta buông bỏ những cái ganh tị, những cái hiềm khích của một người tu tập mà không đáng có. Xin thưa quý vị, nói tóm lại, hiểu về chánh tư duy, chúng ta phải có ý định và có suy nghĩ đúng đắn. Từ đó chúng ta suy ngẫm, chúng ta phân tích, liên hệ trong cuộc sống, rồi chúng ta đưa ra các giải pháp, và chúng ta có các cái kế hoạch, những cái hành động cụ thể để chúng ta cải thiện chính mình. Và những cái hành động cụ thể đó vừa rồi thầy cũng đã chia sẻ với vị, tức là chúng ta không nên đố kỵ, không nên ganh ghét, không nên hiềm khích, vân vân. Những cái điều đó nó làm cho mình đau khổ thêm, chúng ta không buông bỏ thì nó sẽ làm cho mình đau khổ hơn. Chính vì vậy Đức Phật dạy chúng ta hiểu về chính tư duy thì chúng ta nên suy nghĩ về nhân quả. Đây là điều quan trọng. Hiểu về chính tư duy, chúng ta nên suy nghĩ về nhân quả. Bởi vì khi chúng ta hành động một cái việc gì sai trái, thì chắc hẳn rằng sẽ có một cái hệ quả nó không tốt, nó đến với mình. Từ đó, chúng ta biết tôn trọng, và chúng ta biết suy nghĩ, biết lắng nghe, để chúng ta thực hành những cái điều tốt nhất ở trong cuộc sống. Tiếp theo, thầy xin chuyển sang cái chi tiếp theo, đó là chánh ngữ. Chánh ngữ ở đây có nghĩa rằng là chúng ta nói lời đúng đắn, chúng ta không nói lời hung ác, chúng ta cũng không nên chỉ trích người khác, chúng ta không nên mắng rủa người khác, đặc biệt là trong lúc chúng ta nóng giận. Xin thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta đó, đôi khi cái lỗi của chúng ta rành rành trước mắt, nhưng mà chúng ta ít cảm nhận được, ít nhìn thấy được, còn chúng ta hay nhìn thấy cái lỗi của người khác, rồi từ đó đó chúng ta hay có sự chỉ trích, chúng ta hay khinh thường, chúng ta hay chửi rủa, mắng nhiếc người khác. Xin thưa quý vị, những cái điều này đó, nếu chúng ta biết tu tập, biết dùng chính ngữ, thì chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều trong cái đời sống hàng ngày. Đức Phật dạy chúng ta không nên nói lời hung ác, nói lời thêu dệt,
nói lời mắng nhiếc, nói lời thâm độc, rồi nói thêm, nói bớt, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện một nói hai, chuyện hai nói còn một. Chúng ta hay nói dối, dù biết rằng nói dối có hại cho người khác, nhưng đôi khi chúng ta không kiềm chế được, chúng ta dễ sinh ra nói dối, nói lời thâm độc, nói lời hung ác, chửi rủa, mắng nhiếc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là một Phật tử, chúng ta dùng cái lời nói hết sức là trong chánh, hết sức là đúng đắn để chúng ta đối nhân xử thế, để chúng ta áp dụng trong cái đời sống hàng ngày, để khỏi làm tổn hại đến những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta luôn luôn hay có những cái lời nói nó không thật lòng. Chúng ta luôn luôn cuốn theo những cái lời nịnh bợ, rồi chúng ta không làm chủ bản thân. Chúng ta luôn luôn hay có những cái phàm phu của một con người, hay tám chuyện. Mà chúng ta biết rồi, tám chuyện chừng nào thì đôi khi cái sai nó lại phát sinh ra nhiều chừng đó. Cho nên Đức Phật dạy chánh ngữ là chúng ta nói đúng sự thật, nói có ích cho chính mình và cho người khác. Những gì mà chúng ta nói ra, chúng ta suy nghĩ nó có thể gây hại cho người khác, gây đau khổ cho người khác, gây phiền muộn cho người khác, gây tai ương cho người khác, thì chúng ta nên nên hạn chế. Và chúng ta cũng nên nói như thế nào đúng đối tượng thì mình nói. Còn nếu những gì mà chúng ta sắp nói ra mà đối tượng nó không phải là đối tượng để cho chúng ta chia sẻ, chúng ta cũng nên hạn chế trong cái chia sẻ đó. Chúng ta tùy cái hoàn cảnh, tùy cái không gian, tùy cái đối tượng mà chúng ta áp dụng một cách hiểu biết, chín chắn, đúng đắn để chúng ta chia sẻ cái lời nói của mình. Xin thưa quý vị, cổ nhân có dạy rằng bậc thượng sĩ đó thì người ta giết người bằng cái ngòi bút, nhưng mà bậc trung sĩ thì người ta giết người bằng bằng cái lời nói, bậc hạ sĩ thì giết người bằng cách là gươm đao giáo mát hay là ném đá vân vân. Như vậy đó, cái giết người bằng cái lời nói vô cùng rất là huệ lị, cũng một câu nói thôi nhưng mà mang lại hạnh phúc cho cả thế giới. Nhưng cũng một câu nói mà đôi khi mang cho thế giới một cuộc chiến tranh bi thương, tồi tệ, dẫn đến sự chết chóc. Cho nên Đức Phật dạy là một người Phật tử, chúng ta nên thận trọng trong cái lời nói hàng ngày của mình, trong công việc, trong cuộc sống, trong quan hệ xã giao với hàng xóm. Chúng ta cũng luôn luôn thận trọng trong cái lời nói của mình. Đặc biệt chúng ta ứng dụng trong cái chính ngữ vào cái cuộc sống hiện tại, đó là chúng ta áp dụng trong cái không gian mạng. Cái điều này cũng rất là quan trọng. Ví dụ chúng ta viết những cái lời tâm sự, những cái lời bình luận, vân vân, chúng ta trao đổi thông tin vân vân trên không gian mạng,
thì chúng ta cũng nên áp dụng cái chính ngữ. Hoặc giả là chúng ta lên trên mạng rồi livestream lên trên mạng rồi chia sẻ thì chúng ta cũng phải hết sức thận trọng. Chúng ta nên dùng cái lời thật, cái lời chân thật, không gây tổn hại cho mình, không gây tổn hại cho người, và đặc biệt để tránh những cái hậu họa nó xảy ra đáng tiếc. Bởi vì như chúng ta đã biết đó, luật an ninh mạng bây giờ nhà nước rất là thắt chặt, cho nên chúng ta khi lên trên mạng đó mà chúng ta không dùng chính ngữ theo tinh thần của nhà Phật đó, tức là không nói lời thân thiện, không lời, nói lời hạnh phúc với nhau, không nói lời chân thật với nhau đó, thì chúng ta lên trên mạng mà chúng ta chia sẻ hay là chúng ta livestream, chúng ta nói chuyện vân vân, thì có những cái hệ quả rất là đáng tiếc xảy ra. Cho nên cái áp dụng cho cái chính chính ngữ trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta mà gần nhất để dễ hiểu nhất đó, thì chúng ta nên áp dụng trong cái đời sống mà đặc biệt là gần đây cái không gian mạng nó gây rất nhiều phiền toái, gây ra rất nhiều hệ lụy vì lý do chúng ta dùng ngôn ngữ không chân chính theo tinh thần của lời Phật dạy, mà chúng ta hay nói thêm, hay nói hơn, hay nói những cái chuyện không có thành có, rồi chúng ta tung những cái tin thất thiệt, vân vân, từ đó những cái huệ lụy đáng tiếc nó xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên dùng cái lời nói chân chánh, không những trong cuộc sống hàng ngày mà kể cả trong không gian mạng, chúng ta cũng phải hết sức cho cẩn trọng. Chúng ta khi tiếp nhận thông tin thì chúng ta trao đổi thông tin thì chúng ta luôn luôn làm sao bằng cái tâm của mình, bằng cái lời nói mà phải nói là chín chắn nhất, bằng cái lời nói mà hết sức là đúng đắn thì chúng ta mới chia sẻ, còn không chúng ta dễ bị mắc lỗi cho cái lời nói hàng ngày khi chúng ta bộc phát ra. Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta áp dụng chính ngữ, tức là lời nói chân chính của một người Phật tử, chúng ta nên nói những gì đúng sự thật, nên nói những gì không phương hại đến người khác, nên nói những gì mang lại hạnh phúc an lạc cho chính mình, cho mọi người xung quanh thì chúng ta nói, còn như không thì chúng ta sẽ có những cái hệ lụy đáng tiếc xảy ra vì cái lời nói của chúng ta không đúng tinh thần của lời Phật dạy. Đó là dùng phương pháp lời nói đúng đắn để khi kết nối câu thông và xã giao với nhau. Xin thưa quý vị, tiếp theo chuyển sang một cái chính thứ tư, đó là chính nghiệp. Chính nghiệp có nghĩa rằng là hành vi đúng đắn của mình. Thế nào thì gọi là hành vi đúng đắn? Đức Phật dạy chính nghiệp cho người tu học, đó là chúng ta khi thực hiện các cái hành vi, các cái tạo tác của mình một cách đúng đắn, không được lệch lạc. Ví dụ chúng ta không gây tổn hại đến người khác, đến loài vật, chẳng hạn như là chúng ta đánh nè, chúng ta giết nè, chúng ta tra tấn nè, chúng ta bóc lột vân vân. Chúng ta dùng hành vi đúng đắn của mình, đó gọi là chánh nghiệp. Có nghĩa rằng là chúng ta không được đánh người trong cuộc sống xã giao, trong cuộc sống với nhau, không vì một chút nóng giận mà chúng ta đánh người vô cớ vân vân. Hay là trong cuộc sống với nhau chúng ta nên tôn trọng cái sự sống, cho nên không nên dùng cái hành vi gọi là giết, dù đó là một con vật nhỏ, chúng ta cũng đều bị cái nghiệp bất thiện nó mang đến với mình. Cho nên chúng ta phải dùng cái hành vi đúng đắn đối xử đối với các loài vật,
tức là nên tôn trọng cái quyền bình đẳng sống của loài vật, không nên giết hại. Và đặc biệt gần đây đó, theo thông tin thì có rất nhiều người hay lên trên mạng tra tấn các cái con vật, con khỉ, con chó, con mèo, vân vân, tra tấn rồi đưa lên mạng xã hội. Cái điều này đối với mình một Phật tử, chúng ta không nên có những hành vi như thế, bởi vì hành vi như thế vô cùng là tàn bạo. Chúng ta ỷ người mạnh và ăn hiếp người yếu, đó là một cái hành vi nó không đúng với cái tinh thần của nhà Phật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên dùng thực hành trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta nên dùng cái chính chính nghiệp, tức là chúng ta nên dùng cái hành vi đúng đắn, hành vi tốt nhất của một con người, đối xử với con người, trong đó có cả đối xử với con vật. Không nên làm tổn hại đến con người, chẳng hạn như chúng ta đánh này, rồi chúng ta giết này, chúng ta rồi tra tấn này, rồi chúng ta cả cả bóc lột sức lao động của con vật vân vân. Thì đây là một cái mà điều mà Phật tử chúng ta cũng nên nhìn nhìn nhận một cách cho đúng đắn. Và tiếp theo là chúng ta không nên có những cái tà hạnh, tức là hành vi của chúng ta phải đúng đắn, tức là chúng ta không nên tà hạnh. Thì gần đây đó chúng ta cũng biết rằng đó rất nhiều người có những cái hành vi nó bị lệch lạc, chẳng hạn như vào thang máy rồi có những cái hành vi gọi là gì, đụng chạm đến người khác giới, vân vân. Thì cái hệ quả nó rất là khôn lường. Cho nên là một Phật tử, chúng ta trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta luôn thể hiện mình là một người Phật tử đoan chánh, một người Phật tử tôn trọng cái hạnh phúc của người khác. Không nên có những cái tư tưởng gọi là tà hạnh, mà nói dễ hơn là gọi là tà dâm, tức là có những cái hành động khiêu gợi, hay là bây giờ chúng ta hay gọi là thả thính không đúng chỗ đó. Cái giới ngôn ngữ của giới trẻ chúng ta gọi là thả thính không đúng chỗ đó, tức là lúc nào chúng ta cũng thực hiện cái hành vi không đúng đắn sai trái của mình, bất kể mọi lúc mọi nơi. Và chúng ta có biết rằng là những cái hành vi đó vô tình chúng ta lại vi phạm pháp luật, dù rằng là một cái hành động động nhỏ thôi, chúng ta vô tình va chạm, đụng chạm, thì cũng dễ gây cái bức xúc cho người khác, dẫn đến vi phạm pháp luật, dẫn đến tù tội. Đó là cái điều mà chúng ta cũng nên hết sức thận trọng. Là một Phật tử thì chúng ta nên giữ cái cuộc sống, cái xã giao để hết sức là đoan đoan chính. Tức có nghĩa rằng là chúng ta về cái ăn mặc đó, chúng ta cũng phải phải hết sức là làm sao cho đúng, cho hợp, đừng quá hở hang để tạo những cái hình ảnh nó phản cảm, tạo những cái hình ảnh nó dung tục, nó vô tình để làm cho người khác, người ta sinh được cái tâm tà tà hạnh, rồi người ta lại phạm tội. Thì cái này là một Phật tử, chúng ta khi thực hành cái chánh nghiệp đó, tức là chúng ta phải hiểu đúng cái hành vi trong cái đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta hành vi đó nó thể hiện nhiều ở góc độ, trong đó có cái việc mà chúng ta ăn mặc, chúng ta đi lại, vân vân. Chúng ta cũng phải hết sức là cho bằng một cái tâm là không để dính vào tà dâm. Và đối với những người khác phái thì là một Phật tử đó, thì chúng ta cũng nên có một cái khoảng cách nào đó để giữ đúng mực,
để giữ đúng cái hành vi của mình, để cho cái chánh nghiệp của mình được nâng cao. Cho nên là một Phật tử thì chúng ta luôn luôn áp dụng cái chánh nghiệp của mình, định để cho những cái điều sai phạm đáng tiếc xảy ra. Chúng ta không nên lãng phí, chúng ta không nên trộm cắp, tức là đó là những cái hành vi mà đối với những người Phật tử nó là một cái hành động không tốt. Cho nên Đức Phật dạy là một Phật tử, cho nên chúng ta phải có những cái hành động đúng đắn, tức là không trộm cắp của người khác vì người khác không cho mà mình tự ý lấy, đó là cái hành động không không đúng đắn. Rồi lãng phí cũng là một cái hành vi không đúng đắn trong tinh thần của chánh nghiệp. Chúng ta lãng phí cũng là một cái mà gây ra sự bất bình cho người khác trong cuộc sống, bởi vì rất nhiều người không có ăn, không có mặc, mình lại được ăn được mặc, nhưng mà mình lãng phí thì cái điều này cũng không nên. Đây là một cái hành vi mà chúng ta cũng nên xem lại. Rồi chúng ta lấy của người khác, hay là chúng ta mượn đồ mà chúng ta không trả lại, thì cũng là một cái hành vi chưa phù hợp. Chúng ta không phải ăn cắp, chúng ta mượn đàng hoàng, nhưng mà chúng ta mượn luôn thì cũng trở thành ăn cắp, thì đây cũng là một cái hành vi không đúng với tinh thần chánh nghiệp, tức là hành vi chân chánh của một người tu Phật. Chúng ta không dùng các cái chất kích thích. Nếu như chúng ta có những cái hành vi muốn tìm hiểu hay là muốn thử các cái chất kích thích, các cái chất gây nghiện, làm cho chúng ta ảo giác, làm cho chúng ta mờ đi cái lý trí, thì điều này là một Phật tử, là một người tu Phật, chúng ta cũng không không nên, bởi vì thực hiện cái hành vi không đúng đắn bằng cái việc là chúng ta tò mò tìm tòi, rồi chúng ta có những cái hành vi chưa phù hợp mà nhà nước đã cấm, đó là chúng ta dùng những cái chất gây nghiện, chúng ta dùng những cái chất kích thích, nó làm cho mình mất đi cái trí tuệ của người tu học, thì điều này Đức Phật dạy cũng không nên đối với một người tu tập. Cho nên chúng ta luôn luôn phải có những cái hành vi hết sức đúng đắn. Tóm lại, chánh nghiệp là những hành vi mà chúng ta nên làm những cái gì mà có lợi cho mình, lợi cho người, hoặc chúng ta không làm hại cho mình mà cũng không làm hại người. Chúng ta làm đúng hoàn cảnh và đúng đối tượng, đó là chánh nghiệp trong trong nhà Phật. Tiếp theo, cái chi thứ năm đó là chính chính mạng. Chính mạng có nghĩa rằng là cái nghề nuôi thân mạng một cách chân chính, cái nghề nuôi cái mạng sống này một cách đúng đúng đắn, là những cái nghề mà chúng ta không lặp đi lặp lại một cách ác độc như nãy ở trên thầy đã trình bày, mà nghề mà một cách nuôi thân một cách chân chánh thì nó gồm có những cái nghề thì chúng ta đã biết rồi, phù hợp với pháp luật, phù hợp với lời Phật dạy, đừng có trộm cắp, đừng có
Tà dâm đừng có nói dối để mình có được cuộc sống nó bình an, đừng có được công việc nó bình an, đừng có dùng những cái đó. Đức Phật dạy để có được một cái nghề nuôi thân này một cách chân chánh đó, thì cái việc đầu tiên chúng ta nên làm là làm những cái nghề mà pháp luật nhà nước cho phép, nhà nước công nhận. Chúng ta không thể nào mà đi đâm thuê, đi chém mướn được, hay là chúng ta đi cướp giật, hay là chúng ta cá độ, rồi chúng ta lại cờ bạc, rồi lô đề, rồi hoặc giả là chúng ta làm những cái nghề mà nó mất đi cái lòng từ bi của người con Phật, đó là chúng ta sát hại quá nhiều, hoặc giả là những cái nghề mà nhà nước pháp luật cấm, chẳng hạn các cái nghề như là buôn bán vũ khí, hoặc giả là buôn bán ma túy, hoặc giả là làm những cái việc nó không chính đáng, chẳng hạn như là mại dâm, rồi lừa đảo, lường gạt, tất cả những cái nghề đó Đức Phật dạy nó không phải là cái nghề nuôi cái mạng một cách chân chính. Những cái hành động đó nó không phải để nuôi cái thân mạng một cách chân chính. Chúng ta làm sao chúng ta tìm một cái việc nào đó, chúng ta làm một cái việc nào đó để nuôi cái thân mạng một cách chân chính mà không bị pháp luật, không bị xã hội lên án, không bị mọi người chê trách, không bị người thân gièm pha, không bị xã hội công kích, thì chúng ta làm. Còn những cái việc gì, những cái nghề nào mà nuôi mình mà bị xã hội, chúng ta tìm ra tiền mà bị xã hội lên án, bị pháp luật cấm, thì chúng ta không nên. Cho nên là một Phật tử, là một người tu tập, chúng ta nên tìm một cái nghề nuôi thân mạng một cách chân chánh, chứ đừng cứ tìm một cái nghề nghề mà nuôi thân mạng mình mà cái nghề đó bị xã hội, bị pháp luật, bị mọi người vân vân cấm đoán, đã kích lên án, vân vân, thì những cái nghề đó là một Phật tử chúng ta không nên nên làm. Chẳng hạn như những cái nghề vừa rồi thầy đã liệt kê, đáng như là đâm thuê nè, chém mướn nè, cướp giật nè, rồi cá độ, rồi lô đề, cờ bạc, buôn bán vũ khí, ma túy, rồi buôn lậu, vân vân, lừa gạt. Đấy, đó là những cái nghề mà là Phật tử thì chúng ta nên tránh. Nói tóm lại, chánh mạng là cái nghề nghiệp mà mang lại lợi ích dài lâu cho xã hội, cho chính mình và cho người khác, mang lại một cái môi trường phát triển, mang lại một cái hành trình chuyển hóa về nội tâm của con người, thì chúng ta làm. Còn những cái nghề mà nó không mang lại sự phát triển cho xã hội, nó không mang lại cái môi trường phát triển, và đặc biệt nó làm cho cái tâm của chúng ta tổn hoại đến cái lòng từ, lòng thương cảm, thì cái điều này là một Phật tử chúng ta nên nên tránh, và chúng ta dứt khoát dù nó có lợi như thế nào đi nữa chúng ta cũng phải tránh nó, dù nó có giá trị trị về vật chất đến đâu đi nữa chúng ta cũng nên tránh tránh nó. Bởi vì đơn giản mình là một Phật tử thì chúng ta không nên đụng đến cái nghề đó, mà chúng ta tìm một cái nghề nuôi cái thân mạng này hết sức là chân chánh, đúng cái lời Phật dạy và đúng pháp luật của nhà nước quy định, và đúng những gì xã hội đã chia sẻ với chúng ta thì chúng ta làm. Bất cứ một cái nghề nào, bất cứ một cái nghề nào mà chúng ta, nếu chúng ta gìn giữ được sự trung thực, bất cứ một cái nghề nào nếu chúng ta giữ được một cái sự trung thực vì lợi ích chung của cộng đồng thì chúng ta nên làm. Còn không,
nó không giữ được cái tính trung thực của một người Phật tử thì chúng ta cũng nên nên từ bỏ. Và chúng ta là một Phật tử, bất luận là nghề nào đi nữa, nhưng nó thể hiện được cái sự trung thực, tính trung thực trong sự giao tiếp, làm ăn, buôn bán với nhau, thì chúng ta nên áp dụng. Còn nó vì một cái gì đó đánh mất lòng trung thực của chúng ta, thì chúng ta nên từ chối và chúng ta tìm những cái nghề gì nó phù hợp và để cho chúng ta mãi là một Phật tử mà có được một cái nghề để nuôi cái thân này bằng một cái sự đúng đắn nhất, thì trên tinh thần lời Phật dạy đó là chánh mạng. Chánh mạng có nghĩa rằng là chúng ta nên tìm một cái nghề nào đó nuôi cái mạng sống này mà hết sức chân chân chánh, hết sức trung thực. Các vị hiểu chưa? Chánh mạng có nghĩa rằng là chúng ta tìm một cho mình một cái nghề mà nuôi được cái thân mạng này bằng một cái sự chân chánh, bằng một cái sự trung thực, không làm những cái nghề mà xã hội và pháp luật lên án, pháp luật cấm đoán, thì điều đó chúng ta không không nên. Tiếp theo là chánh tinh tấn. Tinh tấn nghĩa rằng là siêng năng, là nỗ lực, là năng động một cách đúng đắn. Nếu như tinh ý đó, thì chúng ta quan sát thấy nội tâm mình liên tục bị phóng dật, có nghĩa là phóng ra rồi chúng ta luôn luôn có những cái hành động, cử chỉ, lời nói nó không đúng, mà trong nhà Phật hay gọi là phóng dật, là trạo cử. Nhất là khi chúng ta bị những ý chí tiêu cực, chúng ta có cái thành kiến lấp đầy. Chánh tinh tấn có nghĩa rằng là chúng ta sử dụng cái sức mạnh của nội tâm, chuyển hướng tâm thức và ngăn tâm thức trước sự cám dỗ và ác ý. Đồng thời trừ bỏ những cái việc ác và tham đắm đã có, để phát huy những cái điều thiện lành trong sạch ở bên mỗi con người của chúng ta. Quả thật không ai có thể hoàn toàn tốt và chẳng có ai là người hoàn toàn xấu. Xin thưa quý vị, xấu hay ác tùy vào sức mạnh của nội tâm của mỗi người, có đang được tăng cường hay đang bị suy yếu của chúng ta. Ta phải rèn luyện tập cho cái sự chánh tinh tấn để luôn tâm của chúng ta luôn luôn được sáng và ý thức rõ ràng từng việc. Chúng ta luôn luôn mạnh mẽ, chúng ta bình tâm và đặc biệt không bị kích động trước một vấn đề nào. Như vậy, chánh tinh tấn có nghĩa rằng chúng ta nỗ lực, chúng ta thực hành, chúng ta hành động một cách đúng đắn, một cách chân chính, nó sẽ áp dụng cho cái đời sống tu tập của chúng ta, và chúng ta không bị chi phối cũng như là không bị nội tâm bị kích động một vấn đề gì. Tiếp theo là chánh niệm. Niệm có nghĩa rằng là nhớ nghĩ. Chánh niệm có nghĩa rằng là luôn luôn ý thức một cách sáng suốt, sáng tỏ, nhận biết một cách rõ ràng trong hiện tại. Có nghĩa rằng chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta nên chú tâm, đừng có để cho cái tâm của mình sao nhãng rồi suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương lai, để rồi cái hành động, cái việc làm của chúng ta không kết quả, không thành tựu. Chánh niệm có nghĩa rằng là chúng ta nên giám sát
cái tâm của mình ngay tại đây và bây giờ. Đừng có để cho cái tâm của mình phóng túng, buông lung. Đừng có để cho cái tâm của chúng ta là trạo cử, suy nghĩ một cách không đúng, đúng đắn. Chánh niệm có nghĩa rằng là bên trong thân lẫn ở bên ngoài thân, chỉ đơn thuần là nhận diện, không phản ứng với ngoại cảnh hay là cảm giác ở ở trên thân. Tâm thường phóng về quá khứ hoặc tương lai, hay là nhắc mình, đưa mình về với hiện tại để nhận thức rõ ràng về hiện tại, không gây ảo tưởng hay mơ hồ. Đức Phật dạy chánh niệm luôn luôn mong muốn cho người tu lúc nào cũng phải tập trung trong cái hiện tại, tập trung cái việc trước mắt, và nên thực hành, nên nỗ lực những cái việc trước mắt, và đừng để cho cái quá khứ xâm nhập, đừng có để cho cái tương lai chi phối của chúng ta, chi phối cái hiện tại của chúng ta, để rồi chúng ta sẽ không thành tựu cái việc làm trước mắt. Cho nên chánh niệm là một cái phương pháp tốt nhất để cho nhắc nhở người tu tập trong mọi lúc, mọi nơi giữ tâm bình tĩnh, luôn luôn tập trung một việc để chúng ta làm, thì việc đó chắc chắn sẽ thành công. Và tiếp theo là chánh định. Chánh định có nghĩa rằng là sự chú tâm một cách đúng đắn. Và khi chúng ta nhận diện đầy đủ những gì đang diễn ra, ta không cần phải chú tâm vào tất cả, ta cũng chẳng thể làm được điều đó, bởi vì chúng ta không chú tâm vào những đối tượng không cần thiết, mà hãy hướng đến sự chú tâm đến những gì thật sự chúng ta muốn hướng đến, quan trọng, gốc rễ, trọng tâm, bản chất của vấn đề. Xin thưa quý vị, vừa qua chúng tôi cũng đã chia sẻ 8 chi phần trong Bát Chánh Đạo. Để thực tập Bát Chánh Đạo một cách hoàn chỉnh, thì chúng ta cần sự thực hành song song cả hai môi trường, đó môi trường động và môi trường trường tĩnh. Môi trường động tức là chúng ta khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, tiếp xúc và làm việc, và bất cứ môi trường nào trong đời sống của chúng ta cũng đều thực hành được. Và môi trường tĩnh là khi chúng ta tọa thiền, chúng ta ngồi kiết già, chúng ta tụng kinh vân vân, thì chúng ta cũng đều thấu rõ cái chân thật ngay trên chính cái thân tâm này của chúng ta. Tuy nhiên, ta không nên tìm một vị thầy uy tín hướng dẫn để cho nền tảng thực hành hàng ngày của chúng ta ở cả hai môi trường này. Tuy nhiên thì để cho thực hành sâu xa hơn nữa, thì trong cái đời sống hàng ngày, quý vị Phật tử chúng ta cũng nên tìm một cái vị thầy, ít ra thì chúng ta cũng luôn luôn thường đọc sách, các cái bài giảng của quý thầy. Quý thầy sẽ hướng dẫn nhiều hơn cho chúng ta hiểu biết về trong sự tu tập theo Bát Chánh Đạo, để chúng ta trở thành một người tu tập chân chánh theo 8 bước mà Đức Phật đã chỉ dạy, đó là thấy biết chân chánh, tư duy chân chánh, suy nghĩ chân chánh, và nghề nghiệp chân chánh, nuôi thân mạng chân chánh, và nỗ lực một cách chân chánh, và nhớ nghĩ một cách chân chánh, và đặc biệt là tập trung một cách chân chánh. Đó là toàn bộ 8 chi của Bát Chánh Đạo. Khi chúng ta hiểu biết một cách đúng đắn về Bát Chánh Đạo rồi, thì khiến chúng ta sẽ suy nghĩ
và đúng đắn, hiểu biết rất rõ các cái hệ lụy cũng như là gốc rễ gây ra cho mình và cho người về khổ đau, và chúng ta muốn dứt trừ những cái khổ đau đó thì Đức Phật dạy điều quan trọng nhất là chúng ta dứt trừ ba thứ, đó là tham, là sân, là si. Khi chúng ta dứt trừ được tham sân si rồi thì tám con đường sẽ hiển hiện phía trước để cho chúng ta bước đến bờ an lạc và bờ giải thoát. Kính bạch chư tôn đức, thưa quý Phật tử, vừa qua chúng con cũng đã chia sẻ đến cái khóa học Phật pháp cơ bản, khóa thứ hai là cho quý Phật tử với tựa đề Bát Chánh Đạo, tám con đường đưa đến sự an lạc và hạnh phúc, cũng đã kết thúc. Kính chúc chư tôn đức và quý Phật tử được nhiều sức khỏe, bình an, và chúng ta luôn luôn đồng hành với các chủ trương chính sách của nhà nước trong việc phòng chống đại dịch virus corona. Mong rằng mọi người của chúng ta luôn luôn bình an. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Qua 1 tiếng đồng hồ đó thì tọa Giảng Sư đã chia sẻ rất là nhiều cái nội dung, đặc biệt nhất là liệt kê giới thiệu về Bát Chánh Đạo và đã hướng dẫn, ngoài cái việc giải thích rồi còn hướng dẫn như thế nào để áp dụng vào trong cái đời sống thường nhật, để rồi chúng ta khéo chúng ta vận dụng vào cái đời sống hàng ngày của mình, để từ đó mà mình có được cái nghiệp chân chính trong cái đời sống hiện tại, để có được cái sự an lành ngay trong phút giây hiện tại cũng như là vị lai. Thì qua theo dõi thì là có cả ngàn vị nhưng mà nghe rất là ổn định. Ở trên YouTube hiện là có 414 vị, ở trên Facebook gần 200, trên Facebook và dưới trên YouTube với trong diễn đàn chúng ta là gần cả ngàn ngàn vị đó. Thì như vậy thì qua đó thì các vị cũng đã hoan hỷ rồi, là đã phát tâm nghe rất là tốt, không có vụ mà chạy vô chạy ra đấy. Thấy cái điều đó là chúng ta cũng rất là hoan hỷ. Ở trên YouTube, trên Facebook chúng ta là 133 vị đang xem xuyên suốt, rồi ở trên YouTube là 400 mấy nữa đấy. Còn cái diễn đàn chúng ta gần 500, coi như là xem cả ngàn vị. Thì đây cũng là cái điều vui mà liên tục mấy hôm nay để ý thì đây là cái số lượng mà Phật tử tham dự rất là ổn định. Cái điều đó rất là đáng quý. Cho nên một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức rất là cảm ơn Thượng tọa Giảng Sư đã chia sẻ cái nội dung ngày hôm nay đến với toàn thể quý Phật tử. Xin chúc Thượng tọa luôn được pháp thể khinh an, và mong rằng là tiếp theo những cái chương trình tiếp theo thì cũng sẽ được cái sự tiếp tục của Thượng tọa để chia sẻ các cái đề tài. Bởi vì hiện tọa hôm nay cũng đã được ban pháp mời làm phó ban tổ chức của các cái khóa đào tạo thuyết giảng trực tuyến do ban pháp trung ương phối hợp với Phật sự online tổ chức. Đấy. Thì tiếp theo thì xin cung cấp một số thông tin đến quý Phật tử. Thì như vậy thì hôm nay đó thì chiều hôm nay vào lúc 1:30 thì ở phía ban pháp trung ương cùng với Phật sự online đã tổ chức lễ khai giảng của cái khóa tập huấn nghiệp vụ hoằng pháp thời đại 4.0. Khóa này là khóa thứ hai, có trên 600 tăng ni đăng ký tham dự, và chiều hôm nay rất là hoan hỷ, đặc biệt là có sự chứng minh của hòa thượng chủ tịch, hòa thượng trưởng ban hoằng pháp trung ương. Thì trong cái khóa này thì sẽ có
Nay mai sẽ có cái sự mà thuyết giảng của Hòa thượng Trưởng Ban Pháp Trung ương, bởi vì hiện nay là Hòa thượng đang bị viêm họng, cho nên là chưa có thể vào ở trong diễn đàn của chúng ta để trực tiếp giảng cho quý Phật tử cũng như là sách tấn quý Phật tử. Thì cũng thông báo để cho quý vị cũng biết và chúng ta cũng cùng chia sẻ. Đấy. Thì đây cũng là một cái điều rất là hoan hỷ. Và phía ban pháp thì ở tại cái lễ khai giảng thì Hòa thượng Chủ tịch cũng là ca ngợi tán thán. Chư Tôn Đức Phó Ban Pháp cũng có lời chia sẻ, cũng tán thán ở trong cái diễn đàn khai giảng. Và hướng tới thì Ban Pháp Trung ương, Chư Tôn Đức còn mong muốn là làm sao mỗi tỉnh thành nên có một cái diễn đàn như thế này, để rồi ở trong tỉnh mọi người cùng có cơ hội để học tập. Bởi vì qua cái điều học tập thì chúng ta hiểu đúng được cái giáo lý nhà Phật, mà hiểu đúng thì chúng ta mới hành đúng được, thì chúng ta có được những cái người Phật tử chân chính. Chứ không thôi đó là nghe đâu theo đó, chẳng phân chánh tà, thì cái này nguy hiểm quá. Trên danh nghĩa là Phật tử, mặc áo Phật, nhưng mà nói chuyện ma là một cái điều hết sức nguy hiểm. Bởi vì trong tâm mình không có gì trơn, nếu mình mở miệng ra toàn là nói chuyện ma không à, tức là nói chuyện không đúng á, nói chuyện thị phi, rồi nói chuyện nó không đúng với chánh pháp. Cho nên trong kinh có câu là gì, im lặng như chánh pháp mà nói như chánh pháp. Cho nên mình có đời sống như chánh pháp thì tự nhiên mình sẽ được an lạc. Cho nên là chính vì thế thì chư Tôn Đức ở ngành Hoằng pháp đều rất là mong muốn, cũng xác định đây là một cái mô hình đó là lâu dài, mô hình lâu dài, bởi vì đáp ứng được cái nhu cầu học tập. Chẳng hạn như đó là chúng ta nhìn từ cái góc độ tích cực á, nhìn từ góc độ tích cực á, nếu mà thời gian trước khi không có dịch xảy ra, trước năm 2000 mà chúng ta tổ chức những cái diễn đàn này cho Phật tử học á, có lẽ là không có phấn khởi như vậy đâu. Chẳng hạn như thầy thấy trong diễn đàn này có mấy vị lớn tuổi một chút nè, kêu nó hô vô room đi để học, rồi học trực tuyến, rồi chắc quý vị nó thôi thôi đi thầy ơi, là lớn rồi ai đâu biết mấy chuyện đó đâu. Tức là mình cảm thấy nó hơi khó khăn chút xíu, là mình cảm thấy bởi vì nó chưa thật sự cần thiết. Ngày nào mình cũng đi chùa được mà, thôi đi trực tiếp đi chùa, đến đó nghe. Nhưng mà khi mà dịch bệnh xảy đến rồi xảy ra, tức là chúng ta không còn cơ hội gì khác hơn nữa, thì lúc đó nó có khó khăn tí nữa mình cũng gắng mày mò chút xíu để mình vào vô đó nghe được tiếng của thầy, rồi cũng nhớ thầy nhớ chùa, phải không, vô đó để tham gia, thì tự nhiên mình qua được cái khó này. Nhưng mà khi mình qua được cái khó này rồi đó thì tự nhiên đó là mình thấy sẽ hoan hỷ. Lớn tuổi một chút ngồi ở nhà, thầy thấy có mấy vị ngồi ở đây, dĩ nhiên là chúng ta nghe pháp trong cái sự cung kính, nhưng mà ngồi ngồi nếu mà chúng ta đến chùa là phải ngồi ngay ngồi thẳng, ở làm sao mà có chuyện có cái gối để mà ngồi dựa lưng được. Còn ở đây mình cũng có thêm cái gối để ngồi dựa lưng dựa cổ được một chút, rồi lâu lâu quá mệt nó mỏi cổ mỏi vai, mình tắt camera cái mình bóp bóp một chút xíu, mình quay lại cái mình mở lại mình nghe được. Còn mấy anh đó, mấy anh mấy chú có khi ghiền điếu thuốc quá tắt camera kéo đại dài ngao cái quay trở lại nghe tiếp là ghiền cà phê cũng được đấy. Nhưng mà cái sự nghe nó không có gián đoạn, tức là mình cảm thấy tự nhiên nó thuận lợi ra đấy, thuận lợi ra thì tự nhiên đó là thì phía chư Tôn Đức cũng đã xác định là mô hình này sẽ lâu dài, bởi vì nó đáp ứng được cái nhu cầu. Khi mình đã tiếp cận được rồi thì tự nhiên mình thấy nó rất là thuận lợi. Chẳng hạn như bây giờ thú thật ra bây giờ mà thầy suy nghĩ tới cái cảnh đó, ngò hồi tối này sau khi học xong thầy mới nói với mấy anh em đó, chà mình cũng công sức cũng lớn dữ rồi nha, chuẩn bị tới ngày 25 là một ngày là 4 ca như thế này mà kéo dài tới 1 tháng. Mà thầy mới suy nghĩ nếu mà với cái hình thức mà 1.000 vị mà đến chùa thôi, mình chưa nói là một ngày như vậy là 4 ca, như vậy là tới mấy ngàn bị đến chùa học, mình chỉ nói 1 ca một thôi, là cả ngàn vị như thế này mà đến đấy hăng, thì nếu mà đến chùa học mà học xong một buổi tối đấy hăng thì có nước là ở chùa mình dọn luôn cho tới sáng nữa, rồi ngày mai lại tới nữa rồi,
bởi vì bàn ghế rồi phục vụ ăn uống đó, rồi đó là quản lý rồi vệ sinh nó đủ thứ hết trơn. Còn đây rất là thoải mái mở camera lên ở nhà vị nào cũng vậy, rất là thuận lợi. Thì trong cái điều kiện đó nó là tự nhiên mà mình tổ chức được nó được nhiều mà đỡ tốn kém, đỡ tốn kém đấy. Chứ còn nếu mà như trước đây đó, mà trong cái dịp mà tới cả tháng kiểu này đó ha, là thầy nói hô cái thời khóa biểu là đổi liên tục, là tại sao vậy? Đổi mà còn bị dừng nữa là bởi vì á là ở nhà chùa mà quý Phật tử biết mà, quý thầy đâu phải chỉ có một cái việc một là đi giảng pháp không đâu. Cho nên trong chùa còn nói cái câu là gì, thầy trụ trì là làm dâu bá tánh mà. Cho nên á, mình sắp xếp công việc mình xong hết rồi, nhưng mà hồi có cái vị tín chủ đến nói nó, thầy ơi gia đình con ai mất ai mất, mà bây giờ ngày thường đến chùa cúng chùa đem bó gạo vô chùa mà giờ chỉ có mong muốn thầy đến thôi, mà giờ thầy không đến không được. Thế là thôi ở lại phải đi lo cái chỗ này trước cái đã, cái này gọi là ứng phú đạo tràng mà. Cho nên thế là cái khóa học nó bị dời lại đổi người khác mà liên tục, nói chung là liên tục. Còn đây thuận lợi lắm, cũng có trường hợp này xảy ra, chẳng hạn như chúng ta nghe cũng có trường hợp xảy ra, nhưng mà thỉnh thầy khác là đơn giản, rất là dễ, bởi vì có gì đâu, chỉ bật camera lên vậy nào ở đâu cũng được, không cần mua vé xe đâu hết trơn, miễn sao mà giờ đó có ở tại chùa là bật camera lên trên chiếc điện thoại là mình có thể giảng được đấy. Cho nên là nó thuận lợi rất là nhiều nhiều mặt đó, thuận lợi rất nhiều mặt. Cho nên là chư tôn đức của ngành Hoằng pháp xác định đây là một cái mô hình có thể là chúng ta sẽ triển khai được lâu dài. Nhưng mà như Hòa thượng Huệ Phước thì nói rằng đó là mới có 1.000 cũng còn chưa được nhiều đâu, mà phải phải là vài chục ngàn người thì mới được. Thì như vậy thì bằng cái cách là gì, quý thầy á, là mới làm sao quyết liệt để tổ chức được các cái khóa tập huấn, để chuyển giao được cái hình thức tổ chức này cho ban Hoằng pháp các tỉnh thành, và cổ động làm sao ban Hoằng pháp các tỉnh thành, mỗi tỉnh thành đều có một cái diễn đàn như thế này. Cái này bởi vì nói với mình tham gia mình học là một chuyện nha, nhưng mà còn cái chuyện cái tình cảm quý mến đó, nó quan trọng lắm. Tình cảm quý mến rất là quan trọng. Hồi chiều này Hòa thượng Huệ Phước nói có cái câu mà chúng tôi thấy tâm đắc lắm. Hòa thượng nói giảng dài hay giảng ngắn, nói hay hay nói chưa hay, đó là một vấn đề khác, nhưng mà một cái vấn đề hết sức quan trọng là gì, là cái tình pháp lữ. Tự nhiên vào diễn đàn nhìn thấy hoan hỷ cười, tự nhiên cái đó sắc tấn với nhau dữ lắm. Cho nên là Phật tử ở chùa cũng vậy đó, ở tỉnh nào thì ở chùa nào, chẳng hạn như ban Hoằng pháp của tỉnh đi, thì mỗi chùa thì chắc chắn là sẽ mời quý thầy ở trong tỉnh cùng giảng, mà mỗi thầy trong tỉnh thì tự nhiên mình dùng cái từ ở ngoài đó gì, có cái fan hâm mộ của thầy đó chứ, có đệ tử thầy đó chứ, cho bữa nay nghe nói thầy mình giảng tự nhiên tham gia vô vài trăm vị, cái ngày hôm sau nghe nói thầy khác lại có vài trăm vị tham gia vô. Thì nếu với hình thức đó mà luân phiên cả tỉnh đều tổ chức liên tục, và các tỉnh tổ chức như vậy, thì tự nhiên đó là chắc chắn là cái trình độ học Phật của Phật tử chúng ta sẽ được nâng cao, và chính cái điều kiện này chúng ta mới có được những cái người Phật tử thuần thành, những người Phật tử thuần thành. Cái này rất là cần thiết. Cho nên trong các cái khóa mà đào tạo á, thì cũng mong rằng là quý Phật tử chúng ta cũng nỗ lực để rồi chúng ta học, rồi chúng ta cũng ủng hộ để làm sao á, khích lệ được các cái tinh thần, cái công tác tổ chức cho nó được tốt hơn và mỗi ngày mỗi nâng cao hơn. Thì các thầy cũng đang mong muốn cố gắng làm sao qua các cái khóa tập huấn để không phải chỉ là chỉ sử dụng chiếc điện thoại không đâu, mà phải chuyên nghiệp, giống như chỗ Hòa thượng Long An ở Long An có cái bộ phận truyền thông, rồi giống như chỗ Tọa Tuệ Hải, giống như là chỗ Tọa Chí Chơn, tức là làm sao để điều hết tất cả các vị thành viên ban pháp, các vị giảng sư đều nâng cấp lên, đều có cái hệ thống truyền thông riêng, ít ra là cung cấp được cái hình ảnh sắc nét đẹp, rõ âm thanh hình ảnh. Cái này nó cũng làm cho cái nhãn quan của mình đó là mình cũng phấn khởi, mình sẽ nỗ lực học tập hơn. Rồi với một số lượng rất lớn là các vị ở trên Facebook, YouTube mà chúng ta tạm dùng cái từ gọi là khách giảng live đó, đi ngang nghe thấy hình ảnh đẹp, âm thanh hay,
thì cũng ghé vô một chút, nhưng mà ghé vô một chút đó là nghe thấy hay, cái ở lại hôm nay thì được, ngày mai rồi được, ngày mốt là tự nhiên chúng ta nói là thấm cái mùi tương trao rồi, hồi nào mình không hay đó, thì cái này cũng rất là cần thiết đó. Thì thôi cũng chia sẻ thêm một số thông tin mà bữa nay đó là đã khai giảng là thấy cũng rất là vui, cho nên cũng thông báo cho quý vị chia sẻ cái niềm vui đó, sau cùng là cái thông tin chống dịch. Thì đó là chúng tôi cũng mới vừa nhận được một cái tin mà báo mới vừa lên đó, thì quý vị thấy là với cái sự quyết liệt của Trung ương thì như vậy đã chính thức là phân công và bầu Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo, và một loạt là tất cả các vị là cao cấp của Chính phủ đều tham gia. Thì chúng ta thấy là một cái sự quyết tâm rất lớn, quyết tâm rất lớn. Thì hồi nãy chúng tôi đọc báo là thấy là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là phụ trách về tiểu ban an sinh xã hội. Để rồi chúng ta thấy gì tới ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rất là cảm động, mà rất là cảm động là khi đó là thấy ở mấy cái tấm bảng ở những cái người mà khó khăn đó treo lên ở tại Bình Dương đó, một số nơi thì các vị thông báo là các vị đang cần thực phẩm. Thì như vậy thì lãnh đạo của nhà nước thấy thì lập tức chúng ta thấy là hàng chục tấn lương thực thực phẩm được bộ đội chuyển đến ngay để chia sẻ. Thì cái này đó là chúng ta phải thật sự là chúng ta phải nói là vô cùng cảm động, vô cùng cảm động. Bởi vì trong cái lúc này ai cũng khó khăn, chúng ta phải nói đến một cái câu như vậy, bởi vì giãn cách xã hội mà đâu có ai đi làm ăn gì được đâu, ai cũng phải ở nhà rất là khó khăn. Nhưng mà một cái điều chúng ta thấy là gì, người người đều mong muốn đóng góp, có nhiều cũng đã đóng góp nhiều, có ít đóng góp ít, rồi quốc gia thì sức nguồn dự trữ để đi phân phát. Tới cuối cùng mà chúng ta nghe một cái câu rất là hay là gì, hỗ trợ lương thực thực phẩm, ổn định an sinh xã hội trong lúc này, mọi người được cơm no áo ấm lúc này, đó cũng là chống dịch. Bởi vì khi mọi người mà an tâm được, có đầy đủ được thực phẩm, thức ăn ở tại nhà, không cần phải đi ra ngoài nữa, thì tự nhiên á cái công tác phòng chống dịch sẽ được tốt hơn, tốt hơn. Cho nên là chúng ta cũng phải thấy rằng á, người thì ở tuyến đầu chống dịch, người thì tham gia hỗ trợ trong cái công tác chống dịch, nhưng mà cái người ở lại hậu phương mà chúng ta hỗ trợ lương thực thực phẩm, chia sẻ với những người khó khăn, chúng ta cũng thấy đó cũng là một cái hình thức hỗ trợ chống dịch, chống dịch. Thì cái công tác này thì phía giáo hội Phật giáo chúng ta làm khá tốt. Cách đây 2 hôm thì đã được đó là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ là ông Vũ Chiến Thắng cũng đã gửi cái thư chúc mừng và cảm ơn giáo hội, cảm ơn đến tăng ni tín đồ Phật tử đã hưởng ứng cái lời kêu gọi và thực hiện tốt cái công tác này. Thì dĩ nhiên là chúng ta biết là đây còn lâu dài, còn lâu dài, đối với thế giới cũng tuyên bố là không thể nào một ngày một bữa chấm dứt được. Cho nên chúng ta cũng chuẩn bị trong cái tinh thần đó, thì nhà nước đó là đưa ra 2 cái giải pháp mà quan trọng nhất là gì. Cái thứ nhất là làm sao là để được chích vaccine hết, để tạo cái hệ miễn dịch ở trong cộng đồng, đó là cái thứ nhất. Thì như vậy thì cũng vận động quỹ vaccine, rồi nhà nước chúng ta cũng đã thông qua các cái nguồn để làm sao mà có thể tiếp cận được nguồn vaccine được sớm nhất, nhiều nhất, để rồi chích cho toàn dân. Đấy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm sao để bóc tách được các cái ca F0 ra khỏi cộng đồng, để kịp thời chữa trị và ngăn chặn cái nguồn lây nhiễm. Thì cái này chúng ta cũng phải thấy, việc chúng ta ở nhà, ở yên một chỗ, ở yên tại chỗ, ở đâu ở đó, tức là chúng ta đang đóng góp cho cái công sức này rất lớn. Thì qua cái việc mà chúng ta thấy đó, sự phân công của Trung ương, rồi các bộ ngành đều đồng loạt vào cuộc một cách quyết liệt, thì chúng ta cũng thấy đó là một cái sự quyết tâm rất lớn của Chính phủ. Thì bản thân chúng ta là cái người Phật tử,
thì chúng ta cũng phải nhìn nhận ra được cái vấn đề đó để làm gì. Thấy cái sự quyết tâm đó, chúng ta phối hợp, chúng ta cố gắng, chúng ta làm cho tốt, làm cho tốt. Còn phía giáo hội thì chư tôn đức, giáo phẩm của giáo hội cũng đã bằng nhiều hình thức. Chẳng hạn như ngày hôm nay đó, thì quý vị thấy đó là vừa sáng nay đây, thì ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã vận động để mua được 10 chiếc xe cứu thương để gửi biếu tặng rồi. Gửi biếu tặng thì giáo hội cũng bằng nhiều cái hình thức để mà hỗ trợ, để hỗ trợ. Đấy, thì qua đó thì chúng ta mong rằng tất cả quý vị lưu tâm, chúng ta thực hiện tốt các cái khuyến cáo của ngành y tế, các cái chỉ thị, và đặc biệt nhất trong thời gian này là luôn luôn động viên mọi người là ở đâu ở yên tại đó, để chúng ta thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh. Thì hôm nay sau cái buổi giảng thì thầy cung cấp một số thông tin mà thầy đọc được để cung cấp thêm cho quý Phật tử ở trong diễn đàn của chúng ta, bằng cái hình thức là gì, mưa lâu thấm đất, đi trong sương lâu ngày ướt áo, cho nên ngày nào cũng điểm lại chút xíu tin phòng chống dịch để quý Phật tử chúng ta tự ý thức rằng bản thân chúng ta phải thực hiện tốt, phải thực hiện nghiêm cái điều này. Mục đích là như vậy. Đó cũng là cái công tác tuyên truyền trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, cũng là một trong những cái nội dung hết sức quan trọng cho cái công tác phòng chống dịch bệnh. Thì sau cùng xin được kính tri ân chư tôn đức tăng ni, cảm ơn quý Phật tử, quý vị đã lắng nghe tham gia chương trình. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, chúc an lành. A Di Đà Phật. Cung thỉnh chư tôn đức và quý vị chúng ta niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Thân mời quý vị.